Thì các bạn, trong video thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nói đến cái giao diện của trò chơi này. Khi bạn bước vào thì chúng ta sẽ đứng giữa một cái bản đồ có rất nhiều cái thứ ở trên nó. Bản đồ này sẽ được tạo lập một cách khá là ngẫu nhiên bởi vì chúng ta đang sử dụng một cái GPS của nước khác. Trên bản đồ thì các bạn sẽ có nhân vật. Những cái vòng xung quanh này, xanh xanh những cái chỗ này, đó là các cái Pokestop, là những nơi các bạn đến và thu thập vật liệu. Nếu mà cái Pokestop đó quá xa thì các bạn sẽ bước lại gần. Các bạn phải đi ở ngoài đời khi mà cái game mở. Còn khi các bạn đến đó thì nó sẽ có cái phần thưởng cho chúng ta, nó thường là bóng hoặc là một số cái vật phẩm. Cái phần thưởng này sẽ khởi động lại sau vòng 5 đến 10 phút, tức là bạn lấy một lần thì 50 phút sau quay lại thì sẽ có tiếp. Ngoài ra thì ở đây là những cái nhân vật chính chúng ta, những con Pokemon. Pokemon này nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tùy theo thời điểm cũng như là tùy theo cái môi trường. Và nếu các bạn không thích những con Pokemon này, có thể chờ khoảng 5 đến 10 phút thì nó sẽ xuất hiện những con Pokemon khác. Trên giao diện thì chúng ta cũng sẽ có ba cái mục bên dưới. Mục này đầu tiên là nhân vật. Trong mục này thì các bạn sẽ theo dõi một số thứ, ví dụ như là kinh nghiệm, những cái ghi chép như các bạn đã bắt những con Pokemon nào và giờ nào, rồi cái đội của các bạn sau này, và cái tiền khi mà chúng ta mua vật phẩm. Ở bên phải là gọi là một cái radar Pokemon, nó sẽ thấy những con Pokemon nó xuất hiện gần bên, thì càng ở xa thì nó sẽ có càng nhiều cái bước chân và sẽ đi theo hướng đó. Còn menu ở giữa là toàn bộ những cái tùy chỉnh một số cái mẹo sử dụng, và chúng ta cũng sẽ có như Pokédex. Pokédex là nơi sẽ xuất hiện những con Pokemon các bạn đã bắt hoặc đã từng thấy mà chưa bắt được. Pokemon này là cái túi mà các bạn, những cái con các bạn đã bắt rồi. Và item là những cái thứ các bạn có. Trong này có một số cái vật dụng để mà chúng ta sử dụng trong cái hành trình của mình. Thì cái này tùy theo cái hành trình các bạn sẽ khám phá nó từ từ. Cũng như là shop này sẽ bán những cái món đồ các bạn cần. Ngoài ra thì các bạn thấy những cái tòa nhà rất là lớn ở đằng xa, nó có những con Pokemon lớn. Đây là những cái phòng chiến đấu, phòng gym. Tuy nhiên khi các bạn đến level 5 là các bạn mới bắt đầu có thể đến đó và chiến đấu. Các bạn sẽ chọn team. Thế nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái video clip sau. Đó là một số cái giao diện đó. Bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói về Pokemon và cách bắt chúng.